Kính thưa quý thính giả và quý đồng đạo, nhận thấy thối đời thường yểm cựu nghinh tân, uống nước quên nguồn, để thức tỉnh những người đáng thương hại này, Đức Giáo Chủ ngay khi mới ra đời giáo đạo và ngay trong thời kỳ người Pháp còn nghênh ngang thống trị Đông Dương, để cho chiếc bánh mì kia xuất hiện. Mì kia gốc phải nước mình không, nghe thấy rau mì thốt động lòng. Đức Thầy đã mượn đề tài bánh mì để nói lên nỗi lòng đau đớn thấm thía tim gan ứa lệ khi nhớ lại mấy mươi năm về trước đã có kẻ mãi quất cầu dinh. Nhớ lại 70 năm trở ngược, sai mì lắm kẻ bán non sông. Trân trọng kính mời quý vị theo dõi bài Bánh Mì qua giọng diễn ngâm của Lê Thị Kim Ngà. Why?